sau khi ra trường. Với tư duy học để thay đổi, Trường Đại học Đại Nam là một trong những cơ sở tiên phong chủ động trong việc đào tạo gắn liền với thực tiễn. Sinh viên không những được trang bị đầy đủ kiến thức về lý thuyết mà còn được chuẩn bị các kỹ năng mềm, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Mới đây tại Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện và cuộc hội thảo với chủ đề Khởi nghiệp cùng PVcombank, mang đến nhiều cơ hội học hỏi và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Mục tiêu đào tạo của Đại học Đại Nam chúng tôi là sinh viên ra trường phải có việc làm. Cho nên là việc mà tổ chức các hội thảo để các doanh nghiệp tiếp cận với sinh viên, giới thiệu cho sinh viên những yêu cầu của doanh nghiệp khi tuyển dụng như thế nào, để ngay trong quá trình học ở tại nhà trường thì sinh viên đã hình dung ra những cái yêu cầu khi tốt nghiệp mà các doanh nghiệp đòi hỏi để có thể học tập kể cả chuyên môn lẫn các kỹ năng ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Qua buổi hội thảo, các bạn sinh viên năm cuối của trường đã được gặp gỡ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội để hiểu thêm về những thách thức khó khăn trong việc tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp, định hướng thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, PVcombank đã cam kết tạo cơ hội cho các sinh viên năm cuối được thực tập và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ của đơn vị. Cùng với những kỹ năng hoàn thiện hồ sơ, trả lời phỏng vấn, sinh viên còn được các diễn giả chia sẻ về những vấn đề thiết thực của cuộc sống xã hội, từ đó có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua cái việc này chúng tôi sẽ tuyển được những cái quản trị viên tập sự là những cái sinh viên tốt nhất của Trường Đại học Đại Nam, cũng như là tuyển được đội ngũ cộng tác viên của Đại học Đại Nam. Còn về mặt lâu dài thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là Đại học Đại Nam và PVcombank sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau trong cái việc chúng tôi sẽ tiếp nhận sinh viên của Đại Nam trở thành cộng tác viên và nhân viên trong tương lai. Còn Đại học Đại Nam với cái nền tảng đào tạo và hiểu biết thực tế của nhà trường thì giúp chúng tôi đào tạo các cái cán bộ nhân viên của ngân hàng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng. Kết nối giữa doanh nghiệp và trường đại học là một xu hướng mang lại hiệu quả tích cực trong quá trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên, đồng thời mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngay khi ra trường. Với các doanh nghiệp, đây cũng là dịp để chủ động lựa chọn, tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Được biết, trong năm 2015 này, PVcombank đang không ngừng mở rộng chương trình cộng tác viên dành cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên tại các thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân xã Đường Lâm và gia đình cố Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tấn vừa tổ chức tiếp nhận tượng đồng chân dung cố